Số lượng các phương tiện giao thông mà đặc biệt là xe ô tô cá nhân đang ngày càng nhiều. Thiếu chỗ đỗ xe ô tô cũng đang là vấn đề càng trở nên nan giải, đặc biệt là khu vực trung tâm của các thành phố lớn. Nhiều chủ xe dừng đỗ xe ô tô theo kiểu là thích thì dừng, tiện thì đỗ, gây mất an toàn giao thông. Dừng đỗ xe ô tô trên cầu, dừng đỗ xe ô tô trên vỉa hè chiếm hết phần đường của người đi bộ, hay dừng đỗ xe ở ngay trên đoạn đường đã có biển cấm. Không khó để bắt gặp những trường hợp vi phạm như thế này. Khi bị lực lượng chức năng phát hiện xử lý, hầu như ai cũng có lý do để biện minh cho việc dừng đỗ xe sai quy định. Em đi vội quá, em không quan sát ở cái phố này có biển cấm dừng đỗ, các anh thông cảm. Căn cứ vào điểm E khoản 3, điều 5, nghị định 123 của chính phủ, thì chủ phương tiện đã vi phạm vào lỗi đỗ xe nơi có biển cấm đỗ. Với cái lỗi này, thì mức phạt đối với chủ phương tiện xử lý nộp kho bạc nhà nước là 900.000. Hành vi dừng đỗ xe ô tô sai quy định không chỉ diễn ra đơn lẻ, mà nhiều khi còn có nhiều trường hợp vi phạm tập trung cùng một lúc tại một điểm. Các chủ phương tiện đỗ xe thành 3, 4 hàng ngay dưới lòng đường. Cách đây mấy hôm, lực lượng cảnh sát giao thông đã xử phạt một số trường hợp xe ô tô đậu đỗ sai quy định, che khuất tầm nhìn của người và phương tiện tham gia giao thông. Tuy nhiên vào thời điểm này, khi không có sự kiểm tra giám sát của lực lượng chức năng, thì tình trạng vi phạm này lại tái diễn. Cơ quan công an xin thông báo, ai là chủ phương tiện xe ô tô biển kiểm soát 30K25748, mời chủ phương tiện khẩn trương ra xe ô tô làm việc. Gọi loa thông báo nhiều lần nhưng vẫn không thấy chủ phương tiện ra trình diện. Với trường hợp dừng đỗ xe trên đoạn đường có biển cấm đỗ này, cảnh sát giao thông đã phải dán niêm phong và kéo xe về trụ sở để giải quyết. Quý vị cũng cần lưu ý là không được phép đỗ xe ở các khu vực như là trước cổng các cơ quan công sở, bệnh viện, trường học hay là đỗ trên cầu cũng không được. Khu vực trong phạm vi 5m gần đường giao cắt ngã 3, ngã 4, gần đường giao cắt với đường sắt. Dừng đỗ xe sai quy định mức phạt thấp nhất là từ 300 tới 400 nghìn đồng và cao nhất có thể lên tới từ 10 tới 12 triệu đồng đối với dừng đỗ xe trái phép trên đường cao tốc. Và nếu việc dừng đỗ xe trái quy định này gây ra hậu quả nghiêm trọng như là gây ra tai nạn giao thông hoặc thậm chí là tai nạn chết người thì tùy từng tính chất và mức độ vi phạm của từng vụ việc có thể xem xét để xử lý hình sự. Khi muốn dừng đỗ xe, ngoài việc phải dừng đỗ đúng theo luật giao thông đường bộ thì cũng cần dừng đỗ xe có một cách có văn hóa để không ảnh hưởng tới những người xung quanh. Tuyến phố này không có biển cấm dừng đỗ. Tuy nhiên, việc đỗ xe trước cửa nhà dân đã làm nảy sinh nhiều phiền toái, bức xúc cho cộng đồng dân cư. Cũng rất là thông cảm cho việc mà ở Hà Nội rất là thiếu chỗ đỗ xe. Thế nhưng mà cái việc mà đỗ xe phải biết có ý thức. Vậy nhiều lúc là có những cái xe to đùng ấy, án ngữ là đỗ tức trước cửa là từ sáng đến tối luôn mà tôi không biết nên là kiểu gì. Đã xảy ra không ít vụ việc tạt chất bẩn, viết vẽ bậy, dán giấy gây hư hỏng xe ô tô, hay thậm chí là cả xô xát, đánh chửi nhau vì chỗ đỗ xe. Ở đây thì chúng ta cũng phân tích theo hai nguyên nhân. Một là các phương tiện là dừng đỗ trái quy định ở các cái khu vực mà đã có biển cấm. Cái thứ hai là dừng đỗ tại các khu vực có được phép dừng đỗ nhưng mà cũng gây ảnh hưởng đến hoạt động chung của mọi người tham gia giao thông cũng như là các cái người xung quanh. Và hai vi này thì theo tôi nghĩ nếu khi xảy ra các cái tình trạng quá khích của người dân thì đây là lỗi ích từ hai phía. Và theo tôi thì đối với người dân thì khi mà có các cái vi phạm về dừng đỗ thì cũng chủ động kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng gần nhất để đến để xử lý. Trường hợp mà người dân dừng đỗ phương tiện ở trên các tuyến phố mà không có biển cấm dừng cấm đỗ thì khuyến cáo với người chủ phương tiện là dừng đỗ làm sao đảm bảo an toàn cho hoạt động lưu thông phương tiện ở trên tuyến. Cái thứ hai là không ảnh hưởng và cản trở đến sự đi lại của cái gia đình người dân mà mình đang dừng ở trước cửa. Để lại số điện thoại và lời nhắn sau khi đỗ xe. Một hành động đơn giản nhưng có thể làm cho ai đó cảm thấy dễ chịu hơn nếu như việc đỗ xe của bạn có lỡ làm ảnh hưởng tới họ. Thông qua phóng sự này, thông điệp mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn đó là hãy đỗ xe có văn hóa, hãy đỗ xe an toàn, hay nói cách khác là hãy đỗ xe không làm ảnh hưởng tới những người xung quanh.